Sao cái đéo nhận đâu một ạ? Không nhận, máy nó một sầm ngon rồi. Sao lại không nhận cả cắm cả hai máy? Điện thì phải tháo quan này ra cắm đủ khác. Bảo Thái nó cắm được cái vệ ngoài cùng kìa. Như yếu là gọi là em này. Kéo F3 được thì gọi là thôi, chúng ta trở lại trận đấu thôi. Ba thằng ngồi với nhau, hai thằng 1%, một thằng điện thoại 3%. Đêm hôm mà chắc cũng chẳng dùng đến điện thoại mấy, không sợ. Vâng, bên mình là 2C, bên phía đối bạn là Egypt và Pho. Pho Egypt đối đầu 2C 4 cung. Donna, I'm done.
Vâng, trở lại trận nhớ rồi, bây giờ thì bài Gunny là một bài đánh chém và... Vâng, một bài đánh chém và chỉ đánh có 1 L thôi, như turn 2 là 2 L đấy. Nhưng turn cung là đầu của chip boy sắp ra rồi, tôi mang hết dân ra mà sửa, đúng không? Ui dồi, lổ tất ở trong, à lổ tất ở trong, mắc bèo, mắc ba lè. Thôi, lại di chuyển ra đằng này tiếp, kiểu gì hứng nhổn cũng ra đây mài. Rồi xây như à xây ruộng như thế này thì sẽ có 3 con ra ngoài. À, trở lại mảnh máy của lớp 1 thấy bảo cân đôi. Rồi đang chém tất cả. Rồi tốt, chưa bánh xe đến từ nhọn. Rồi đêm rồi, mệt. Nhân dân nó ngủ tí thôi được. Sang đây bắt là làm một này. Sang kia cứu giữ tham cho nó một là tươi lắm đấy, bởi vì bên kia một yếu rồi. Đem bốn cái ruộng bóc lên. Nhiều là làm hết. Nhà chính luôn. Bắn đi trên khá nhiều dân rồi. Đằng sau cung màu 8 đấy. Cẩn thận bị nó bắt đấy. Đừng đánh nhau vì lớp 1 không có bánh xe đâu. Lớp 1 cần phải cứ ở nhà là sóc một đều 2L. Chỗ bay cũng lớp 1 đấy đấy. Cung màu đông lắm đấy, cung màu 8. Màu 8 sóc 5 mạc à. Lắc đà đạp cơ. Ồ, vâng các bạn có thấy những con cung đường Foresian nó không đi cửa gì với cung đường AC cả. Mà hình máy của game thủ Chip Boy Timeline là 42. Vâng, lượng lạc đà 1 đang khá đông. Không kịp. Vâng, không kịp vẩy 3 chiếc nhà e. Ồ, để nguyên thì có thể bắn được vài con lạc đà. Quay lại bỏ vàng nhà lớp 1. Lớp 1 lên bánh xe nhá, không có vàng mà có thực gì lên bánh xe. Kìa kìa bái cô. 52. Vẫn còn lực phát đều lạc đà. Vẫn dụng lắm các bạn không biết. Hay quá. Rồi phải e rất tốt. Bắt được vài con.
trong AC nó khác biệt hơn Kung Fu rất nhiều. Nhưng Kung Fu thì có cái lợi thế là để châu. Vâng, quay quay, tổ chức bắt bạc. Không được, một đoạn có lạc đà. Cứ bình tĩnh. Thì là cũng thật thật đông vào thì lúc đấy cái sự lợi hại của Kung AC nó mới bắt đầu tỏ rõ sự khác biệt. Còn bây giờ vẫn đang là khác biệt bình thường. Các bạn muốn ốp dốc này đấy. Khả năng là muốn ốp dốc này đấy. Ờ, đi lỗi à? Tốt. Các bạn đang muốn ốp à? À, bắn lổ à, của Chibon. Một kích vòng ra sau. Chibon đã chủ động tặng ra khác và chúng ta phết đấy, làm một rất rất đông, không hề yếu một chút nào cả. Thấy cái bài của một xa mà chết rất nhiều dần nhưng vẫn rất rất khỏe. Cẩn thận mình phải e thằng này vòng từ 60 từ 48 tôi nốt này hơi cặn nhưng là đào gắn đi đông quá. Vâng, con dốc này đúng tử huyệt. Đường 1 là 24, đang phải đi quấy. Để giảm áp lực của chiếc voi đi để cô đẩy thêm cùng đường nữa lên để bước ngoài. Nhà của game thủ Vani cũng đang có khoanh ruộng tại nhà chính. Rất khoai là một thằng rồi. Có lẽ tỷ số sẽ là 1-0. Chém được nhiều dần đây nhưng mà nó vẫn khỏe. Là nhìn vòng Gunny các bạn có thể thấy gặp tham luôn lúc đấy đấy. Nhưng vẫn khỏe. 8, màu 8 là người bơm, có lẽ là bơm gỗ và thực cho hừng nhổn ra ruộng. Vâng, chém lúc đầu rất rát, chém màu 1 siêu yếu. Mà vẫn 2L đều chém 4 kinh thật.